Tập 6. Tảng đá lớn như vậy, đề hộp đạn của mình, bây giờ mình phải làm sao đây? Cha và mẹ đang ở thập lý ba đợi mình. Cái lão đầu trọc đó là ở cái nơi quan du hẻo lánh này, thiệt là phiền chết à. Chúc cậu thượng lộ bình an, nếu có gì gấp bắt pháo lên trời báo hiệu, ta sẽ đến giúp cậu. Thiệt là chán quá đi. Ê, trời ơi. Có lửa lân ở đây thì vui rồi. Thôi đi. Có thoải mái hay không? Hình như không xứng với danh hiệu kẻ đại ác. Nè, nè, chúng ta làm cuộc trao đổi. Cô gọi ta một tiếng nữ đại hiệp thì ta sẽ tha cho cô. Hả? Nè, bơ đi. Thời gian không còn nhiều, nói mau lên đi, mau lên. Lạnh quá. Cô đừng đi, cô ôm ta đi. Trời ơi, tại sao lại như vậy hả? Không thể nào. Không có hả? Làm sao đây? Cứu tôi với! Tôi yêu mất rồi! Sao còn chưa tới nữa? Tìm tôi làm gì? Tôi biết thế nào cô cũng sẽ tới mà. Sao cậu lại ở đây? Ê trời ơi, chuyện dài dòng lắm. Thật ra cũng không dài đâu. Cô tự coi đi. Nè, lưỡi lưng, cậu chơi trò gì vậy? Ê trời ơi, tôi không dám làm chuyện này đâu. Toàn bộ là do lão đầu trọc đó. Ông ta gây khó dễ cho tôi, nhất định là phải nhốt tôi ở đây. Nói cái gì luyện võ công của tôi cho tốt rồi mới chịu cho tôi đi đó. Lão đầu trọc? Phải, chính là sư phụ tôi, Từ Lai Hòa Thượng. Cậu có vẻ không chút tôn trọng sư phụ của mình. Hả? Đây gọi là nhà vỗ cột siêu đó mà. Không thể hoàn toàn trách tôi được đâu. Nhưng mà nếu như cô làm sư phụ của tôi, vậy thì lại khác nha. Nhất định là tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô, tuyệt đối không làm cho cô tức giận. Không được. Nhìn cô trẻ trung xinh đẹp như vậy, sao có thể làm sư phụ của tôi được chứ? Cô nên làm sư muội của tôi thì thích hợp hơn đó. Cậu bao nhiêu tuổi? Thêm 3 tháng nữa là tôi 23 tuổi. 23? Sao trùng hợp vậy? Cái gì trùng hợp? Đừng nói là hai chúng ta cùng một tuổi đó nha. Ta lớn hơn người nhiều. Không thể nào, nhìn cô mới khoảng 19 tuổi thôi. Nói đi, có chuyện gì? Còn chẳng phải là hộp đàn đó sao? Cô coi nè, bây giờ hộp đạn bị tảng đá đè lên, bây giờ không phải là tôi vất vả lắm hay sao chứ? Cậu muốn tôi lấy cái hộp đạn này ra có phải vậy không?
Trước Mai tỷ tỷ, tôi biết cô là người tốt nhất với tôi mà. Tâm pháp Bát Nhã Đại Môn. Ê, không phải, không phải. Cái này phải là tâm pháp võ công 32 chương mới đúng. Võ công của tâm pháp Bát Nhã Đại Môn gọi là tâm pháp võ công 32 chương. Ừ, phải không? Là gì cũng được, chỉ cần cô giúp tôi chuyển tảng đá này đi là được rồi. Ý đồ của sư phụ cậu thật là hiền lành. Ý trời ơi, ý đồ của ông ra sao thực sự tôi không biết, nhưng mà đồ đệ của ông là tôi, thật là khổ nè. Cuốn tâm pháp này cậu học được mấy phần rồi? Tôi học để làm gì? Vốn dĩ võ công của tôi rất là giỏi rồi, nếu không thì tôi làm sao dám nhận hàng của cô, có đúng không? Hả? Lữ Lân, cuốn tâm pháp này của sư phụ cậu tập hợp đủ mọi ưu điểm của ngũ đại môn phái, học được cái này rất tốt cho cậu đó. Học giỏi đi, đừng có phụ lòng sư phụ cậu, cũng trễ rồi. Tôi đi đây. À nè, cô thực sự bỏ mặc tôi hả? Hả? Chỉ cần cậu học được tâm pháp Bát Nhã Đại Môn, cậu có thể đi được rồi. Hả? Không phải chứ. Trời, chỉ toàn là chữ với chữ, không có hình, làm sao mà luyện đi? Dạ, có chuyện gì vậy? Thiệp mời của Liệt Quả Cung. Liệt Quả lão tổ mời lão phu tới Liệt Quả Cung để các phái cùng nhau bàn bạc việc của Thiên Ma Cầm. Dạ, mấy hôm trước chẳng phải đã tập hợp ở Thiên Long Sơn Trang rồi sao? Sao bữa nay còn tập hợp làm gì nữa? Thiên Ma Cầm đang trên đường đưa tới Hàng Phủ, mà Liệt Quả lão tổ vẫn cứ muốn mời trang chủ ra ngoài. Cho nên lão phu cảm thấy việc này hợp không ra hợp, tiệc không ra tiệc. Cha, nhất định không nên đi. Ý của tiên cô thế nào? Nếu trang chủ đi, nhất định lành ít dữ nhiều. Ngược lại không đi, khiến cho người ta sinh nghi, người ngoài đàm tiếu. Đi hay không đi, thật là khó xử. Hay là như vậy đi, cha, cha cứ ở trong sơn trang chờ Thiên Ma Cầm. Việc tới Liệt Quả Cung, hãy để con trai đi thay đi. Làm như vậy được không? Liệt Quả lão tổ nhất định sẽ hỏi con ăn nói làm sao đây. Ồ, con sẽ trả lời cha con đang bế quan luyện công, không tiện ra ngoài. Bình Nhi, trên đường đi con phải cẩn thận đó, tuyệt đối đừng gây xung đột với các môn phái khác, nhớ chưa? Con xin tuân lệnh. Thiệp mời của Liệt Quả Cung. Liệt Quả Cung mời chúng ta làm gì? Mời dự tiệc. Dự tiệc? Hai ngày trước Đông Phương Bạch ở Thiên Long Sơn Trang vừa mới mời rồi, sao Liệt Quả Cung mời nữa? Đầu năm mà mời quá trời. Đừng đổn đồ ngu. Sao huynh chửi đệ? Ai ngu ta chửi người đó. Không nói sớm mà đệ còn tưởng huynh chửi đệ. Cha, cha quyết định đi Liệt Quả Cung làm khách mời hả? Phải. Để coi lão Liệt Quả rốt cuộc muốn giở trò gì đây. Đi. Xin đại sư nhường đường. Đừng hung dữ vậy. Lão nạp chẳng qua chỉ muốn đi theo ngươi một đoạn, muốn nhờ thí chủ giúp đỡ lão nạp. Đại sư, mời. Thứ lão nạp muốn không phải cái này. Vậy đại sư muốn cái gì? Lão nạp muốn vật mang trên người của thí chủ kia kìa. Tôi không hiểu ý của đại sư. Hàng mà thí chủ mang đến Thiên Hổ Tiêu Cục, làm cho người ta nhà sập người chết, cả nhà Lữ Đằng Không lâm vào nguy hiểm. Tôi chỉ không hiểu thật ra thí chủ có mưu đồ gì. Nhận lời chuyển tiêu là việc cam kết giữa hai bên, người ngoài công việc gì phải biết. Lão nạp đã truy đuổi hơn một tháng nay, cuối cùng cũng tìm ra, và biểu ta đừng nhúng tay vào. Ta muốn biết rõ ràng chủ nhân thí chủ vì sao dùng thủ đoạn này đối phó với bọn họ.
hòa thượng nên đi bế quan tụng kinh mới đúng. Tôi khuyên ông không nên xen vô chuyện trong giang hồ. A-di-đà-phật, lão nạp tuy thân ở cõi Phật, tâm lại ở hồng trần. Việc này ta không làm nước chảy đá mòn, ta không thể từ bỏ được. Tha thứ lão nạp vô lễ nghe. Thiên Ma Cầm. Wow, xem ra sư phụ quả nhiên là lợi hại. Hey. Thiên Ma Cầm mới Thiên Ma Cầm, cuối cùng chúng ta có thể cùng nhau lên đường rồi. Hả? Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Là ai đã đánh sư phụ trọng thương vậy? Hả? Là Thiên Ma Cầm. Không thể nào, Thiên Ma Cầm vẫn luôn bên người con mà. Cái đó là giả thôi, còn mau báo với cha con, đó là đồ giả. Sư phụ. Đa tạ các vị nhận lời. Hơ, lão quỷ, ông cũng tới sao? Thiếu trang chủ, ủa, sao cha ngươi không tới vậy? Có phải cha ngươi không để mặt lão liệt quả ta không? Tiền bối tuyệt đối đừng hiểu lầm. Vì phụ thân bị nhiễm phong hàn nặng, lại cộng thêm bệnh cũ tái phát, quả thực không thể đi lại, cho nên mới sai giảng bối tới đây. Trước khi giảng bối sắp lên đường, phụ thân đã dặn dò nhất định không được thất lễ với các bậc tiền bối. Được rồi, ngồi đi, đừng có xấu. Ai tới đây cũng như nhau thôi, liệt quả. Ông mời chúng tôi tới đây thật ra là có chuyện gì vậy? Hay trời ơi, bà đừng có nôn nóng hả. Các vị à, hôm nay tôi mời các vị tới đây chính là gì? Chuyện của Thiên Ma Cầm. Thiên Ma Cầm đang ở đâu cũng không ai biết, còn nói cũng như không thôi. Ngươi, lão quỷ, nếu ngay cả ông cũng không biết Thiên Ma Cầm đang ở đâu, e rằng chỉ có trời mới biết được. Ê trời ơi, không nên ồn ào. Tôi biết Thiên Ma Cầm ở đâu. Thiên Ma Cầm đang ở trong tay của Đông Phương Bạch. Hả? Không thể nào. Làm sao mà Thiên Ma Cầm lại ở trong tay Đông Phương Bạch được? Lão liệt quả, ông không thể nói cho xong chuyện. Ông có chứng cứ gì có thể chứng minh Thiên Ma Cầm đang ở trong tay của Đông Phương Bạch chứ? Ở việc này tôi đương nhiên là có. Ha, chính tôi tận mắt nhìn thấy Thiên Ma Cầm rơi vào tay của Đông Phương Bạch. Nè, cô ta là ai? Ông coi đó, tôi quên giới thiệu cho mọi người luôn à. Nó là đại đệ tử của tôi, Đàm Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa cô nương, có thật là cô nhìn thấy Thiên Ma Cầm rơi vào tay của Đông Phương Bạch hay không? Hãy kể chi tiết cho mọi người rõ đi. Tiểu cô nương, còn không mau nói đi. Sư phụ, ông ta đe dọa ghê quá. Được rồi, đừng sợ, có sư phụ ở đây, con cứ nói đi. Nguyệt Hoa tuân lệnh. Sự việc chính là như vậy. Xong rồi, tôi nói xong rồi đó. Hay, nói rất hay. Người này võ công cao hơn ta, ta nghĩ không phải là Đông Phương Bạch. Hay trời ơi, ta nói này lão quỷ, ngươi đừng tưởng cho mình là tài giỏi. Ngươi đã bao nhiêu năm chưa tỉ thí với Đông Phương Bạch rồi. Ta có nghĩ trong lòng, không cần ông dạy ta. Thôi đủ rồi, đừng nói nữa, để hắn nói tiếp đi. Các vị, hôm nay tôi mời mọi người tới chính là vì chuyện của Thiên Ma Cầm. Nếu như Thiên Ma Cầm đã rơi vào tay của Đông Phương Bạch, sau này chúng ta đâu còn mặt mũi trong giang hồ nữa. Cho nên tôi muốn tập trung nghĩ cách xem có thể dùng cách gì để giành lại Thiên Ma Cầm từ tay của Đông Phương Bạch hay không. Chỉ cần chúng ta giành lại được Thiên Ma Cầm, Liệt Quả Cung tôi
sẽ cùng mọi người chia nhau hưởng lợi. Không cần đâu, Thiên Ma Cầm nhất định phải ở chỗ quỷ cung, không cần mọi người bận tâm. Lão quỷ, ngươi nói vậy là sao? À, ngươi lão liệt quả, ông không nên miệng nói một đằng mà lông giả lại một nẻo. Chuyện của ông với Lữ Đằng Không lần trước ông chưa quên sao? Ê, ta nói Lục Chỉ, ngươi muốn làm gì? Bây giờ đã là lúc nào rồi, ngươi còn nhắc chuyện cũ nữa. Ngươi, ê, thiếu trang chủ, ngươi nói đi. Việc này quan trọng, tại hạ phải xin ý kiến của phụ thân trước mới có thể quyết định được. Ê, ngươi, ê. À, hát trang chủ à, bà nói đi. Bọn họ nghĩ sao thì tôi cũng nghĩ vậy. Các người không nghe thấy lão Liệt Quả nói sao? Các người sẽ phải hối hận đó. Việc này ta tức chết mà. Thôi, sư phụ không nên tức giận, người không nên tức giận làm gì ha? Tức chết đi được. Nói cũng phải, thật ra ta cảm thấy lời của Liệt Quả nói không phải là không có lý. Chúng ta liên kết đối phó Đông Phương Bạch không hẳn không phải là việc tốt. Ta không nghĩ làm như vậy là tốt. Thiên Ma Cầm là bảo vật trấn sơn của phái Thiên Long, chúng ta không có lý do gì đi giành với Đông Phương Bạch. Đàm cô nương đã nói là tận mắt nhìn thấy, nhưng mà là thật hay là giả cũng không ai biết hết. Ngươi cho rằng cô ta dựng chuyện lên để nói? Phải. Cảm giác Thiên Ma Cầm hiện đang ở trong tay của Lữ Đặc Không. Tôi lại cho rằng lời của Nguyệt Hoa cô nương nói là thật. Tiền bối nói như vậy chẳng qua muốn nói lũ chúng tôi đều ngu dốt không nhận ra sự thật. Như vậy ông có thể một mình độc chiếm Thiên Ma Cầm hay sao? Ổn lão, lại dám vô lễ như vậy. Ông lấy quyền gì đánh tôi chứ? Ta thấy cha của ngươi dạy dỗ ngươi. Nè, hai người làm cái gì vậy? Hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, việc gì ngươi phải dạy dỗ hắn? Hàng thiếu trang chủ, mau nhận lỗi với Lục Chỉ tiền bối đi. Tôi nè. Lục Chỉ tiên sinh, nếu như ông không chết gì già, sẽ có một ngày tôi sẽ cho ông thấy. Ai? Ra đây! Người lại! Ra đây! Người có biết ta là ai không hả? Người dám trêu chọc ta, có phải người chán sống được không? Quái gì vậy? Thiệt là chết ta rồi. Cuối cùng thì lão cũng tỉnh dậy rồi. Con biết ngay mà, lão mà nghe nói tới ăn á, bảo đảm là không thể chết được. Chết rồi cũng phải sống vậy thôi. Ai chết? Chẳng phải là con đi rồi, sao còn quay lại vậy? Nếu như con đi rồi thì ai nướng con gà này cho lão ăn đỡ thèm đây hả? Đồ đẻ ngoan á. Con cũng tính là bỏ lão ra đi, nhưng mà thấy lão bị trọng thương như vậy, sợ lão ở lại có chuyện gì không may á, cho nên con mới ở lại đây thôi. Con cũng có chút lương tâm đó. Lão cảm thấy trong người sao rồi? Ta e là không xong rồi. Ê trời ơi, bị thương có chút xíu à, sao nói là không xong là sao? Sao có thể làm sư phụ của người ta được hả? Nhưng mà nói thật nghe, con hiếm khi nhìn thấy lão bị thương nặng như vậy. Con không biết đâu, ta gặp phải vũ khí đáng sợ nhất trên thế giới đó. Con biết rồi. Con biết gì? Đương nhiên rồi, lão nói là Thiên Ma Cầm khiến lão bị thương nặng như vậy đúng không? Nhưng mà không thể nào, nó lúc nào cũng ở bên mình con. Ê, trời ơi Lân Nhi à, sao tới bây giờ con vẫn chưa chịu tin sư phụ? Quả thật ta bị Thiên Ma Cầm làm bị thương, ngay cả cha mẹ con á cũng bị họ gạt luôn rồi. Sao vậy được, không thể nào? Ê, con không tin á, bây giờ ta mở ra cho con coi nè. Hả? Cẩn thận đó. Đích thực là Thiên Ma Cầm.
Sao lại như vậy được? Con đã nói trước rồi mà, lão lại không chịu tin, phạt lão không được ăn đó. À, Lữ tổng tiêu đầu, Lữ phu nhân đã lo không gặp rồi. Lần này đi áp tải hay lại đi ngang vậy? Chúng tôi chỉ đi ngang qua. Mời chỗ trong, mời chỗ trong. Tiểu nhị, ngươi có nhìn thấy con trai của ta Lân Nhi không? Lữ công tử hả? Tôi đâu có nhìn thấy. Sao vậy? Công tử cũng tới hả? Chúng tôi hẹn trước rồi sẽ gặp nhau ở đây. Hay để tôi đi thử hỏi mấy người làm chung, hỏi coi họ có gặp công tử không. Mời hai vị ngồi uống trà trước nha. Làm phiền ngươi. Lữ tổng tiêu đầu khách sáo quá rồi. Việc của ông cũng chính là việc của tôi mà. Đàn không? Nhật nương, đừng quá lo. Mì tới rồi. Tiểu nhị có ai gặp con trai Lữ Lân của ta không? Xin lỗi bà, tôi đã hỏi hết mấy người làm, bọn họ không ai nhìn thấy công tử nhà bà hết á. Nhưng mà bà cũng đừng có lo lắng quá, tôi cũng đã dặn dò mấy người làm chung rồi, nếu mà có tin tức của công tử lập tức báo cho bà biết ngay. Cảm ơn người. Có việc gì xin cứ dặn dò tôi. Ăn mau mau đi, mấy ngày nay muội chẳng ăn gì hết. Không có tin tức gì của Lân Nhi, huynh nói làm sao muội ăn cho nổi chứ. Muội kiên nhẫn một chút, nếu không chừng Lân Nhi đang trên đường sắp sửa bắt kịp chúng ta rồi. Chúng ta kiên nhẫn ở đây chờ, nhất định sẽ gặp được Lân Nhi. Muội đó, mau mau ráng ăn vô đi, nếu không Lân Nhi chưa kịp tới thì muội đã bệnh mất rồi. Ủa cái gì vậy? Bảo bối này cho con xem đi. Nè. Đụng vào việc của người lớn con nít biết cái gì? Thật là nhỏ mọn, cái gì mà cũng làm sư phụ nữa. Phải rồi, sư phụ á phải là một tấm gương sáng chứ. Vậy mới đúng chứ. Nhưng mà sư phụ như ta quy phong sáng suốt như vậy mà sao con lại đần độn vậy? Ai nói là con đần độn? Nè, Tiểu Lân à, ở đây còn cách nội thành bao xa? Không sao đâu, còn phải đi bộ thêm nửa ngày nữa. Ồ, vậy thì quá đẹp rồi. Vừa khớp luôn. Cái gì vừa đẹp vừa khớp vậy hả? Chẳng phải ta nói rồi sao, việc của người lớn con nít không cần quan tâm. Tự phụ vừa thôi. Nè, uống miếng nước đi. Tiểu nhị. Dạ tới liền. Bây giờ là giờ gì rồi? Dạ sắp tới giờ kỷ, có cần chuẩn bị phòng cho hai vị không? Chuẩn bị cho ta hai phòng. Dạ. Trời sắp tối rồi mà cũng chưa thấy Lân Nhi đâu hết. Chẳng phải trời còn chưa tối sao? Muội đã mệt lắm rồi, vào phòng nghỉ ngơi chút đã. Sao muội có thể ngủ được chứ? Muội không ngủ được đâu. Nếu không thì muội ráng ăn chút gì đi. Đừng lo lắng mà, Lân Nhi sẽ không sao đâu. Chủ à, cho gian phòng giữa đi. Dạ được. Lân Nhi. Lân Nhi. Lân Nhi. Gì vậy? Tôi quen bà hả? Nhìn cho kỹ chút đi. Huynh đệ này, thành thật xin lỗi, nhận lầm người rồi. Xin lỗi nha. Đúng là nhiều chuyện quá. Dạ. Xin lỗi nha. Muội làm sao vậy? Mẹ. Lân Nhi. Mẹ. Lân Nhi. Trời ơi, thằng con hôi hám này sao bây giờ mới tới hả? Còn ta nữa nè. Sư phụ. Hèn chi, học cái gì của sư phụ không học, học cái thói lề mề. Ủa, sao đại sư lại đi chung với Lân Nhi vậy? Cũng tại vì cái này nè. Để ta từ từ kể cho mà nghe ra. Chúng ta vào trong rồi nói. Đi. Trời ơi, nặng quá à. Bỏ xuống đi. Người tới thật tốt quá, có thêm một người giúp đỡ. Hơn nữa cách thành Châu Châu cũng không xa. Chỉ cần chúng ta đưa được cây đàn này tới hàng phủ thì chúng ta có thể về nhà rồi. Lân Nhi à, dạ. Mấy ngày đi đường sau này càng nguy hiểm hơn. Bắt đầu từ hôm nay, để cho áp tải Thiên Ma Cầm cho. Dạ được. Lữ tổng tiêu đầu, phòng nghỉ đã chuẩn bị xong rồi. Cảm ơn nhiều. Lân Nhi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Đi thôi. Dạ. Đi.
Thiên Hổ Tiêu Cục cũng vì cây đàn này mà thương vong nặng nề. Bất kể ra sao, chi phí phải trả nhiều bao nhiêu cũng phải mang đàn này tới được thành Tô Châu. Muội thật sự không hiểu tại sao có nhiều người chỉ vì cây đàn này tính mạng cũng không cần, có đáng hay không? Hôm nay nhất định muội phải xem cây đàn này. Ê, Nhất Nương, muội không phải mới vào nghề, quy tắc của Tiêu Cục muội đã quên à? Muội chỉ muốn xem một cái thôi, mở ra xem cũng đâu có ai biết đâu. Bất kể ra sao, Tiêu Cục thì không được phép mở tiêu ra. Đằng không, Thiên Hổ Tiêu Cục chúng ta có bao nhiêu huynh đệ cũng vì cây đàn này mà chết không nhắm mắt. Huynh nhìn lại đi, tới bây giờ chẳng còn người nào sống. Thì cứ để muội coi như muội thay bọn họ nhìn cho biết, có được không? Đi. Điều Hổ Ly Sơn. Hợp đàn vẫn còn. Người vừa rồi là ai vậy? Người này khinh công tuyệt đỉnh, cao thủ võ lâm. Hơn nữa lúc muội giao đấu với hắn, phát hiện hắn là phụ nữ. Là nữ à? Đã là cao thủ võ lâm, hoàn toàn có khả năng lấy hợp đàn đi. Tại sao hợp đàn vẫn còn ở đây? Có thể thứ hắn nhắm vào không phải là hợp đàn, mà là nhắm vào huynh đó. Là huynh à? Ừ. Trời ơi Nhất Nương, đừng có nói nhiều. Chỗ này không thể ở lâu được, chúng ta gấp rút lên đường thôi. Lên đường. Đi tới đâu cũng bị đuổi theo tới đó. Được rồi, muội đừng ồn ào nữa. Huynh đi kêu Lân Nhi. Tiểu thư, đã làm xong rồi. Tốt lắm, chúng ta đi. Dạ. Lữ Lân. Lữ Lân và Từ Lai Hòa Thượng đi rồi, hẹn gặp ở Hàng Phủ. Ê trời ơi, con thật sự không hiểu nổi, tại sao đi gấp rút mà không mua ngựa cho con cưỡi chứ? Sư phụ thật sự là không có lương tâm mà. Hay quá. Nè. Leo xuống. Sư phụ, leo xuống. Làm cái gì vậy? Leo sư phụ, leo xuống đi. Trời ơi, chẳng phải chúng ta đã phân chia rạch rồi rồi sao? Thiên Ma Cầm á, giao cho cha mẹ của con mang đi. Cha mẹ đưa tới Hàng Phủ là được rồi, chúng ta không cần phải vội vã lên đường. Con nghe ta nói đây, ở đây cách Hàng Phủ không xa lắm. Ở sau khi đàn đưa tới Hàng Phủ rồi thì con đã trở thành mục tiêu mới rồi, có biết chưa? Trong võ lâm lại dấy lên một cuộc đổ máu kinh hoàng. Ngày mai sau khi con gặp cha mẹ con á, phải lập tức rời khỏi Hàng Phủ, tránh đêm dài lắm mộng, có biết chưa? Con biết rồi, vậy Hàng Phủ sẽ ra sao? Làm sao tao biết được, ta không phải là thần tiên. Đi mau đi, trời ơi, mau đi. Xem giọng điệu của người kìa, hình như là người không đi cùng với con tới Hàng Phủ hả? Đương nhiên rồi, ta cho rằng Thiên Ma Cầm kia là nguyên nhân. Hơn nữa, bọn họ tự nhận lấy điềm dữ, ta muốn lo cũng không lo nổi. Hãy lặn đầu hũ của ta đi. Hơn nữa, nếu ta mà đi cùng với con á, ta có còn là Từ Lai Hòa Thượng hay không đây? Đi trước nha. Nè, có nghiêm trọng như vậy không chứ? Sao, ngay cả lời sư phụ nói cũng không tin? Đi mau đi, đừng có để cha mẹ con chờ lâu đó nghe. Đó cũng phải đó. Thôi được rồi, lên đường. Mười tám năm cuối cùng cũng chờ tới ngày hôm nay. Yeah.
Mẹ, cơ hội cho con báo thù đã tới rồi. Đại sư huynh, trước khi sư phụ chết, đang căn dặn đệ giao thiên ma cầm này cho huynh đó. Đi. Đây là bảo vật trấn sơn của phái Thiên Long chúng ta, không được để rơi vào tay bọn họ. Giao thiên ma cầm ra đây, ta là Liệt Quả lão tổ, nếu không giao ra, ta sẽ đốt nhà của ngươi. Dương Đông, chỉ cần ngươi giao thiên ma cầm ra, quỷ thánh này bảo đảm cả nhà ngươi sẽ được an toàn. Dương Đông, ngươi nghe cho rõ đây, ngũ đại môn phái đã cùng ra mặt, chịu trách nhiệm khuôn phò chính nghĩa võ lâm. Nực cười, chẳng lẽ Dương Đông này sợ ngươi à? Bắn tên! Con còn nhớ khúc nhạc này hay không? Tiểu sư thúc, sao thúc biết khúc nhạc này vậy? Mẹ của con biết khúc nhạc này là do thúc dạy cho bà ấy. Thật sao? Sao con không biết vậy? Thúc mau nói con nghe đi. Chuyện này kể ra rất là dài dòng, con có muốn nghe hay không? Tuyết Mai, nè, thúc mời con. Nói ra thì về âm nhạc mẹ con có khiếu bẩm sinh, học một chút là biết, hơn nữa chất giọng trong trẻo, cuối cùng thì đàn tốt đến nỗi có thể làm thầy của thúc luôn. Con nhớ mẹ cũng từng nói tiểu sư thúc rất yêu thích cầm kỵ thi họa, những thứ tao nhã này người tinh thông không ai sánh bằng. Vậy à, mẹ con có nói thúc như vậy sao? À, mẹ con còn nói gì về thúc nữa hay không? À, mẹ còn nói sư thúc ăn nói nho nhã, tác phong lịch lãm, những lời nói ra toàn là những lời nhẹ nhàng, tính cách điềm đạm, luôn giữ đúng mực, không giống như những người tập võ, mà giống như một nhà nho đọc nhiều thi thơ hơn. Thì ra trong mắt của bà ấy, ta là người như vậy sao? Cha thì không như vậy, ăn nói lớn tiếng, làm việc hấp tấp, tính tình thì nóng nảy, đi đứng cũng vội vàng. Vậy tại sao muội lại chọn huynh ấy? Tại sao muội lại không chọn huynh? Nhưng mà mẹ nói cha là một người hiền lành, tính tình ngay thẳng. Mẹ yêu thương cha vì tính khờ khạo đó. Cha làm việc gì cũng không tính toán thiệt hơn. Tiểu sư thúc, Tuyết Mai không nên nhắc lại chuyện cũ khiến thúc đau lòng. Tiểu sư thúc, thúc không nên uống nhiều, từ từ thôi, sẽ sai đó. Thúc lại muốn mình có thể say được. Người xưa nói rất hay, say là quên hết sầu. Nếu như thúc uống say thật thì có thể quên hết những đau khổ ở trong lòng. Tiểu sư thúc, những ân oán rắc rối này đáng lẽ không phải là do thúc gánh chịu mới đúng. Thật ra hiện giờ trong lòng con đang nghĩ, chỉ có đao kiếm của ngũ đại môn phái mới báo thù cho cha mẹ con dưới suối vàng. Được, tiểu sư thúc, nếu tửu lượng của thúc khá như vậy, Tuyết Mai sẽ uống với thúc tới cùng. Thank you.
Tiểu Sảnh, Tiểu Sảnh. Tiểu thư, Tiểu thư, Tiểu thư. À, Đông Phương tiên sinh, ông cũng ở đây à? Ừ. Tiểu thư sao uống nhiều dữ vậy? Còn say không biết gì hết. Điều do ta không tốt, nhất thời không để ý đã cho nó uống quá nhiều. À, ngươi giúp ta dìu nó vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Tề Phúc một mình hầu hạ quen rồi, không dám để Đông Phương tiên sinh vất vả. Tiểu thư, chúng ta về phòng đi. Phó thiếu gia, tôi đã mang nước tới rồi. Nước nóng rồi, uống lúc nào cũng được. Để ta chăm sóc cổ được rồi, ngươi cứ đi nghỉ trước đi. Dạ. Ta giết người, ta phải báo thù, ta phải báo thù. Tuyết Mai, mấy năm nay thật ra nàng phải chịu đựng bao nhiêu áp lực, phải chịu đựng bao nhiêu oan ức. Yên tâm đi, từ nay về sau ta sẽ hết lòng chăm sóc cho nàng, bảo vệ nàng. Bất luận có bao nhiêu người ăn hiếp nàng, bất luận có bao nhiêu người hại nàng, ta cũng phải bảo vệ cho nàng, để nàng luôn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, mỹ mãn. Tỉnh rồi à? Cả đêm hôm qua huynh canh muội suốt đêm hả? Huynh thấy muội tối qua say bí tỉ, sợ muội nửa đêm đau đầu hay là nôn mửa gì đó, nên huynh đã ở đây thức canh muội suốt đêm đó. Không ngờ cuối cùng đã ngủ quên luôn. Không khỏe sao? Sau khi tỉnh rượu thường hay khó chịu lắm. Để huynh lấy trà nghe. Quỳnh có sao không? Không sao đâu, chắc tối qua bị nhiễm lạnh thôi. Lát nữa uống tách trà gừng là không sao mà. Nè, hay là Quỳnh uống đi. Quỳnh cần uống trà nóng hơn muội, nếu không thì Quỳnh sẽ bị cảm đó. Cười gì vậy? Muội không thấy gì sao? Thực ra muội cũng rất quan tâm người chăm sóc muội đó. Tổng tiêu đầu Lữ phu nhân mời dùng trà. Đa tạ. Chắc chắn hàng trang chủ biết rõ mục đích chúng tôi tới lần này. Hộp đàn ở đó, mời trang chủ nhận cho. Chúng tôi còn có việc khác, xin cáo từ. Khoan đã. Xin hỏi tổng tiêu đầu,
Người nhờ đưa tiêu này danh tánh là gì? Cái gì? Trang chủ, ông không quen người nhờ đưa tiêu này sao? Nghe cách nói của tổng tiêu đầu, hình như ông cũng không biết người đó à. Tại hạ chưa từng gặp mặt, chỉ gặp người hầu mà thôi. Chỉ biết là một cô nương. Cô nương này họ Dương, còn thật hay là giả chúng tôi cũng không biết nữa. Cô nương họ Dương. Cô nương họ Dương. Nếu không còn việc gì, tại hạ xin cáo từ. Cáo từ? Không tiễn. Mời. Không. Nhất Nương, Nhất Nương, người không sao chứ? Nhất Nương.